bạn, Diệm Lệ ở đây để chia sẻ cho mọi người về cách chăm sóc thú cưng nè. Hôm nay sẽ là các bé Phốc Sóc. Phốc Sóc là giống chó cảnh tí hon có lượng người yêu thích khổng lồ trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết cách chăm sóc chúng. Đặc biệt đối với những bạn mới bắt đầu nuôi Phốc Sóc thì phải chăm sóc như thế nào để chúng có một sức khỏe tốt và phát triển toàn diện thì đó là một bài toán khó. Vì vậy, hiểu được điều đó cho nên là Doggy Lee Pet Shop sẽ giúp bạn cách để chăm sóc chúng hiệu quả. Nhớ đón xem video này nha. Thứ nhất là về môi trường sống. Các bé này rất thích cái thời tiết mát mẻ và thoáng đãng, cho nên là nhà bạn nào mà có sân vườn thì cực kỳ là tuyệt vời. Với bộ lông dày hai lớp thì bé chịu lạnh rất là tốt, nhưng mà ngược lại thì không chịu được nóng. Cho nên là khi trời quá nóng thì bạn nên để cho bé chơi ở trong nhà hoặc là cho bé chơi ở những nơi mát mẻ, miễn là nhiệt độ không quá 30 độ C là được. Thì đối với kích thước của em này rất là nhỏ bé, cho nên là bạn nào đang ở chung cư thì là để nuôi bé rất là phù hợp. Nhưng mà nhớ cho bé ra ngoài thường xuyên đi tập thể dục tầm 15 đến 20 phút để cho bé hoạt động giải tỏa, không phải cấu kỉnh và phá cắn đồ trong nhà. Khi mà mùa hè thì nên lúc nào mà mát mẻ thì họ đưa các bé ra ngoài chơi nha. Phốc Sóc ăn khá ít nên thức ăn phải giàu dinh dưỡng để cung cấp đủ chất. Chỉ nên sử dụng thức ăn sẵn trong trường hợp chống cháy. Dưới đây là những loại thức ăn tốt nhất cho Phốc Sóc bao gồm thịt, trứng và nội tạng. Chế độ ăn hàng ngày của chó Phốc Sóc cần được cung cấp protein và chất béo. Loại thịt mà Phốc Sóc thích là thịt bò, thịt gà, thịt lợn nạc, cá giàu đạm ít béo, tinh bột và rau quả. Phốc Sóc không thích ăn các loại thức ăn này. Tuy nhiên, cần phải bắt chúng ăn để bổ sung chất xơ cho tốt hệ tiêu hóa, tinh bột, khoáng và vitamin. Nên thái nhỏ hoặc xoay nhuyễn rau quả rồi trộn với thịt cho chúng dễ ăn. Chăm sóc bộ lông cho chó Phốc Sóc. Bộ lông chính là thước đo cho vẻ đẹp của chó Phốc Sóc. Với bộ lông dài, dày và bông xù, đòi hỏi bạn phải dành nhiều thời gian để quan tâm và chăm sóc. Bạn phải chải lông và gỡ rối cho chúng mỗi ngày, tắm gội bằng các loại sữa tắm cho chó Phốc Sóc để giúp bộ lông luôn ống ả và mượt mà. Lông chó Phốc Sóc rất nhanh dài, bạn có thể cắt tỉa cho chúng 2 đến 3 tháng một lần, nhất là vào mùa hè để giữ cho cơ thể chúng luôn mát mẻ. Lông em nó cũng rất là dễ bám bẩn, vì thế bạn chịu khó mỗi ngày cho em nó đi tắm vài phút là sạch. Đồng thời sẽ giúp bạn kiểm tra tình trạng da của em nó hay loại bỏ nguy cơ bị nấm, phe, rận. Nếu có điều kiện, bạn có thể đưa chó Phốc Sóc đến các spa chăm sóc thú cưng. Tại đây họ sẽ tắm gội và cắt tỉa cho chó Phốc Sóc, tạo cho chúng một diện mạo không thể hoàn hảo hơn. Tiếp theo là cách huấn luyện bé Phốc Sóc của mình. Nhìn nhỏ bé đáng yêu vậy thôi nhưng mà cực kỳ bướng luôn. Cho nên bạn phải biết uống nắng bé ngay từ nhỏ. Bạn phải dạy cho nó là cách ăn ngủ đúng giờ, đi vệ sinh đúng chỗ và chủ gọi thì phải biết phản ứng. Dù ban đầu thì hơi khó khăn thôi nhưng mà sau này sẽ rất là nhàn hạ và dễ quản lý. Các bé này cũng cực kỳ thông minh cho nên là chúng sẽ nghe lời bạn nhanh thôi và rất là hiểu chuyện. Mỗi ngày cho em nó đi bộ hoặc chạy nhẹ nhàng vừa giúp em nó vui chơi, thỏa thích vừa tránh bị thừa cân. Treo một miếng đồ ăn ưa thích của em nó lên cao một chút, rồi bắt em nó nhảy lên với thức ăn. Tập luyện thường xuyên thì cơ bắp và sức bật nhảy của em nó tăng lên đáng kể đấy. Để em nó đánh hơi rồi tìm đồ sẽ giúp em nó có tư duy nhanh nhẹn và sắc bén hơn đấy. Để cách nuôi chó Phốc Sóc đạt hiệu quả, bạn phải lưu ý tiêm phòng đầy đủ cho chúng. Tiêm phòng giúp chó Phốc Sóc tránh được một số bệnh nguy hiểm có nguy cơ lây lan như Care Bravo và dại. Bạn nên dẫn chú chó nhà mình đến các bệnh viện thú y gần nhất, đăng ký và xếp lịch tiêm cho chúng. Bạn có thể chọn vaccine 7-1 hoặc 5-1. Nếu muốn tiết kiệm thời gian đi lại, nên bắt đầu tiêm ngay từ khi chó Phốc Sóc đủ 2 tháng tuổi. Càng để lớn hơn, hiệu quả của vaccine càng thấp. Riêng với những bé Phốc Sóc tại Doggy Lee đã được tiêm một mũi đầu và sỏi giun đầy đủ, bạn có thể yên tâm đón bé về. Và đến ngày tiêm phòng mũi tiếp theo, bên mình sẽ có nhân viên nhắc bạn lịch tiêm cho bé. Hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi, các bạn sẽ có thêm thật là nhiều kinh nghiệm để nuôi bé Phốc Sóc của mình xinh đẹp, khỏe mạnh và biết nghe lời. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, bạn cứ comment bên dưới, Doggy Lee sẽ trả lời nhanh nhất có thể cho bạn nha. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của Doggy Lee Pet Shop để có thêm nhiều thông tin hấp dẫn về thú cưng. Bye mọi người.